Tôi tốt 1 rồi anh em ơi. Nice. Thế chứ. Nha. Yeah. Một trong những ứng dụng đang hot khắp Đông Nam Á hiện nay, chúng ta làm nhiệm vụ để kiếm được tiền đó nha anh em. Và đây là tiền thật, đó chính là ứng dụng Xworld. Một câu hỏi được đặt ra là Xworld lấy tiền đâu ra để thưởng cho anh em? Làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn. Thì đúng rồi, anh em phải tải app, sau đó làm nhiệm vụ, chơi trò chơi trên app thì Xworld mới gửi tiền thưởng cho anh em. Các game trên Google sẽ đầu tư tiền vào Xworld để Xworld quảng bá các game đó, sau đó Xworld sẽ trích một phần chi phí của nhà quảng bá game để trao thưởng nhiệm vụ cho anh em rút về Momo, đảm bảo anh em kiếm được tiền nhanh chóng, an toàn, rút cực nhanh. Xworld là ứng dụng đang rất là hot và đáng tin cậy, đã hợp tác với hầu hết các nhà phát hành game như Garena Việt Nam. Hơn nữa, mua thẻ cào điện thoại trên Xworld còn rẻ hơn rất nhiều so với các app khác. Cái ứng dụng kiếm tiền ngon như thế này mà anh em không tải về thì cực kỳ phí đó nha. Tải ngay vào đường link mình để ngay phía dưới phần mô tả của video. Nhớ là nhập ngay cái mã mời và mã gift code của mình vào để nhận ngay cái tiền lì xì đó nha. Ai may mắn là có thể nhận được ngay 5 đô luôn đấy. Còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng xuống khu vực bình luận để tải app ngay vào luôn nha anh em. Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì đây, tiếp tục với series đó chính là Evil War nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục với ui sổi tiêu ẳng. Nhánh cô tôi không biết làm sao. Sợ thật. Vãi chết. Vãi cả nồi. Chém xịt, chém vào còn xịt bãi đạn luôn anh em. Vừa vào cái chém xịt luôn ạ. Làm lại nào anh em. Không nhanh là bị bỏ xa nhá. Không làm lại được đâu ha. Đó, kiêng này. Đây phải ăn cái đấy. Làm bé quá. Phải ăn thôi, không làm cái nào khác được anh em ạ. XP. Đó, ok. Bây giờ hạn chế chém nhau rồi. Tôi chém xịt cái tôi về đi bán muối luôn, khỏi đánh luôn. Úi giời, thằng kia lên nghìn mấy rồi. Nó chỉ đánh cái con đấy thôi. Chắc dần dần tôi phải xuống dưới tôi đập con kia thôi anh em ạ, không kịp đấy chứ. Đánh kiểu này là ôi mẹ, đông thế. Đông như quân Nguyên. Tôi xuống dưới chỗ này tôi đập thôi anh em ơi. Wario thằng nó dí con boss kinh quá. Đẩy lửa. Đông á. Cái kia nó nhiều điểm quá rồi anh em ơi. Pi chém cái này. Ôi chém được một vài con nhỏ nhỏ. Tôi để cái lửa này tiếp tôi lên tôi đập một con này mà. Set cả. Có set giết được con cái thằng kia thì cũng ngon nè. Ui trời ơi. Vãi đàn thật. Ăn luôn một cái vào mồm. Đang hay nhỉ. Đang hay thì đứt dây đàn. Đây rồi xin mạng lại. Có cái set giật thằng kia thì ngon nhỉ. Là chúng ta kiếm được điểm luôn. Vãi. Nó giật set từ xa luôn anh em ạ. Sợ thật. Từ giờ đến kia cố gắng kiếm cái set để giật thằng kia đã. Có cái set rất là giá trị anh em ạ. Đây rồi. Set. Set giật thằng kia cái nó vào mình giật nó. Ui có cả khiêng luôn. Khiêng luôn. Nice. Kiếm luôn điểm. Có khiêng có set giật thì quá là tiện anh em ạ. Nhờ. Anh trở lại. Đó. Méo đánh vào đâu. Để chúng mày. Có lửa không? Không có. Kiếm điểm, tranh thủ kiếm điểm ạ. Úi giời, né. Đập bọn này trong này cũng được anh em ơi. Hai lửa luôn. Hơi phí nhỉ. Yeah. Hơi phí. Có kiếm em không lấy kiếm à? Không thèm lấy kiếm luôn. Đang level lần vườn xem có thằng nào thì giật set phát không. Không thấy có thằng nào để giật set nhỉ. Đây mình có giật set sẵn rồi. Cái vòng giật set xa vãi nồi thề. Té. Kiếm lửa hoặc là cái gì đấy. Hoặc là kiếm thằng nào nó to to tí. Ui thằng kia lên cao thế. Có lửa. Wow, nice.
Nice, nice, nice. Chạy xa ra anh em ạ. Chạy xa ra. Ui, 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 ui. Tôi đang phải chạy như ấy. Đúng rồi, lửa. Kinh quá nhờ, thằng kia đánh gớm thế nhờ. Mình đánh không đánh lại được luôn. Không tới á. Không biết là thằng nào nó đứng đằng sau không nữa. Lấy set, lấy set, lấy set. Đi kiếm mấy thằng to to tí nào nhờ. Không có thằng nào to nhờ ở đây nhỉ. Xin mạng cái này, xin tí á. Đấy này. Tôi có một thằng ở dưới là rất là to anh em. Nice. Hay quá. Đừng có lao vào làm gì, kiếm set á. Rồi, nice. Rồi, nice. Ăn nhiều nhiều mấy thằng ấy vào là lên ầm ầm. Ê. Pyrus. Ok, một bé. Một bé. Ngồi set. Ô. Vai. Thằng ấy bị ấy à? Cứ chạy đã. Chạy 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 chạy. Chạy 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 trước khi mọi thứ nó tồi tệ. Rồi quay lại đập. Đập mấy con này. Không biết nó có tấn công mình không. Biến đi. Đi theo đít nó cũng đầy mà. Đầy con mà anh em. Đấy rồi. 43.000. Điểm số vẫn hơi thấp. Không cao thế nào cả. Đây có rất là nhiều ấy này. Một vựa này. Vựa lúa này. Đứng đây có thật chết. Thế thôi. Đây có thật chết anh em. Con này khỏe thế. Châu ấy. Mãi không đập được kìa. Ui nó có set anh em ơi. Từ từ nhá. Ô né 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 đã né đã né đã né đã. Né thật đấy, phải né thật đấy chứ không né không được. Set 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 set. Ý không ấy được tại vì sao? Tại vì chưa kịp hồi. Chưa kịp hồi anh em ạ. Có một con trên này. Đấy, như cái này đẹp. Cẩn thận nó giật set nhá. Rồi. Ok, let's go. Đánh ở đây cũng cần phải ấy đấy anh em. Lửa. Rồi, sen. Oh my god. Tí chết. Oh. Tí yêu bằng. Đúng rồi. Đồng quá tôi không nhìn thấy cái gì luôn anh em. Đúng rồi. Sis boy. Không nhìn thấy một cái gì để mà chém nhau luôn. Sợ thật. Nó đông quá. Đấy, chém. Chém ngọt phết anh em ạ. Ngoài. Có kiêng rồi. Ok anh em ơi, cứ từ từ mà chém ra, không cần phải vội đâu. Không cần phải quá vội đâu. Có kiêng nhỉ. Ngoài. Hãy đưa hết vào đây. Ngoài, hãy đưa hết vào đây để tôi chém à. Có kiêng ạ. Khiêng thì né anh em, có khiêng thì né. Có khiêng thì né. Ui dồi ui. Tôi thấy bảo đông mà, chỗ này đông lắm anh em. Chỗ này đông dã man luôn. Ê ôi, nice, hay quá. Bye. Rồi, ok. Go. Khiêng, có khiêng, khiêng, có khiêng, khiêng. Đây rồi. Đấy. Tự nhiên. Lớ ngớ vỡ huy chương.
Let's go, let's go, let's go. Giật điện đấy anh em ơi. Ơi, hay. Rose. Kẹt. Không đuổi được. Tôi tấm 1 rồi anh em ơi. Nice. Thế chứ. Nha. Trận đấu đi chung thì khá dễ. Ui, tất cả đều là thành luôn. Chúng ta tấm 1 khá là dễ, được hẳn một cái hòm xịn anh em ạ. Vấn đề tôi được hẳn một cái hòm xịn và có thể là sẽ mở ra được cái đồ. Nói chung là đánh cái con boss nó cũng không ấy lắm đâu. Anh em cứ phải đánh những cái con ở bên ngoài này. Nó sẽ có tỷ lệ rơi ra cái hòm ngon hơn. Yes, mở này anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5 game. Cho con 5 game nữa. Một hòm nữa. 1, 2, 3, 3 game. Vai. Như quần què vậy. Không được cái đồ Legendary là luôn. Toàn duplicate. 27 rồi, chắc chắn đã đủ rồi anh em ơi. Chắc đã đủ rồi đấy. Claim. Hai hòm thường. Claim. Next. Claim. Rồi. Bây giờ tôi đủ 25 game rồi mua cái này rồi. Đừng bảo đồ đều nhé. Mẹ lại đồ. Lại đồ đều. Vai. Vai cả. Vai cả cứt. Thật thề. Sao cái còn đồ đều ơi. Ui. Cái con này nó tận mấy cái đồ luôn anh em ạ. Cái tỷ lệ ra cái đồ Legendary vậy nó cực kỳ là hiếm anh em ơi. Quá khó cho đội bán chó luôn. Rồi ok, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Tập này hay đấy.